Kính chào thầy và các bạn, em là Lê Phú Thịnh, lớp y học của trường 46. Hôm nay em xin trình bày về sự khác nhau giữa ba thuật ngữ bias, prejudice và preconception. Trong đó bias gọi là thiên kiến. Prejudice gọi là định kiến. Và preconception gọi là thành kiến. Ta phân tích từ thiên kiến. Thì chữ thiên trong thiên kiến nó xuất hiện trong thiên đô chiếu hoặc là thiên hướng. Có nghĩa là sự di lệch, sự dời về một bên, nghiêng về một phía. Còn chữ kiến chúng ta có thể hiểu là kiến pháp, có nghĩa là cách nhìn, trong đó kiến là nhìn. Vậy thiên kiến là xu hướng nhìn nhận, đưa ra quyết định nghiêng vào một phía nào đó, do thế giới quan có sẵn, do niềm tin, hoặc là do vô thức chúng ta chọn lọc thông tin đầu vào bằng cái lăng kính thiên về một bên. Có thể gọi đây là một cái hiện tượng tâm lý. Về định kiến, thì chữ định được xuất hiện trong từ ghép cố định. Cố định có nghĩa là đặt để có sẵn và không thay đổi. Như vậy thì định kiến có nghĩa là những quan điểm có sẵn trong cộng đồng, trong xã hội và được chúng ta tiếp nhận. Nó có tính kế thừa. Như câu nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô cũng là một dạng định kiến xã hội. Còn về thành kiến thì chữ thành xuất hiện trong từ hình thành. Có nghĩa là phải trải qua một sự việc gì đó mà tạo thành. Như vậy, thành kiến là những quan điểm chúng ta tự xây dựng cho mình qua quá trình va chạm, trải nghiệm. Giáo sư Ellen Langer có đưa ra một ví dụ về sự khác nhau giữa một đứa trẻ sống với người ông khỏe mạnh, minh mẫn, lạc quan so với đứa trẻ sống với một người ông già yếu và tiêu cực. Vì đứa trẻ sống với người ông khỏe mạnh lạc quan, khi về già nó sẽ sống khỏe mạnh lạc quan do thành kiến hình thành từ lúc nhỏ rằng tuổi già sẽ như người ông của nó. Cho nên thành kiến nó có tính in hằn, kéo dài. Tới đây ta có thể nhận định thiên kiến là một thuật ngữ nói chung, bao gồm cả định kiến và thành kiến. Còn định kiến chúng ta có thể gọi là định kiến xã hội. Riêng về thành kiến, ta có thể gọi là thành kiến của bản thân. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe. Em xin nhận những lời ý kiến đóng góp từ mọi người. Em xin hết.